Tôi Đặng Quyết kính chào khán thính giả của đài VOV. Xin anh Giao gửi lời chào đến khán thính giả của đài. Tôi là Đỗ Đăng Giao, xin kính chào quý khán giả của đài VOV. Vâng, thưa quý khán thính giả và thưa anh Giao, trong cái tuần lễ vừa qua, chúng ta thấy có một số sự kiện liên quan đến vấn đề Việt Nam. Một trong những cái sự kiện đó là cái hội nghị của các bộ trưởng quốc phòng ở tại Singapore. Sri La vào cái ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua. Thì trong cái hội nghị đó có những cái phần phát biểu mà một số các báo chí cũng đã trích dẫn. Trong đó có phần phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ là ông Hagen. Ông nói về những cái quan tâm của Hoa Kỳ về cái mối đe dọa càng ngày càng tăng của hoạt động xâm mạng, của một số hoạt động này dường như thì nó lại phát xuất từ phía chính phủ và quân đội Trung Quốc. Và khi mà cái phần phát biểu đó của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thì Trung Cộng đã có những cái phản ứng ngay trong cái phần mà phát biểu của đại diện Trung Cộng ở tại hội nghị. Thì thưa anh Giao, cái phản ứng của Trung Cộng khi mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phát biểu như vậy, nó thể hiện cái điều gì và anh có nhận định như thế nào về cái phản ứng đó của ông đại diện của Trung Cộng? Thưa anh, thì từ trước đến giờ đó thì Trung Cộng đó bao giờ cũng không có khi nào mà xác nhận cái chuyện là mình có những cái cuộc tấn công nó gọi là trên mạng vào các cái nước thế giới. Thì tất nhiên là cái phản ứng thông thường đó là của Trung Cộng đó là khi mà bị tố cáo những cái chuyện đó đó thì cái chuyện làm trước nhất của họ đó là họ phủ định nhận cái chuyện đó. Và cái thứ hai đó, cái mà họ hay thường nói nhất và họ cũng làm như vậy, có nghĩa rằng là họ nói rằng là họ cũng bị các cái nước bên Tây phương tấn công như vậy đó. Thì đó là cái hai cái phản ứng gọi là thông thường nhất của Trung Quốc. Và cái kỳ này thì nó cũng không có ngoài cái hai cái chuyện đó, thưa anh. Vâng, thì thưa anh, thật sự là mỗi một lần mà Hoa Kỳ cũng như Úc Châu mà lên tiếng về những cái cuộc mà xâm nhập mạng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hoặc là những cái tòa nhà an ninh của Úc Châu thì Trung Cộng đều lên tiếng chối bỏ cái chuyện đó. Nhưng mà những cái điều này nó không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần họ đã lên tiếng về cái chuyện quân đội họ xác định rõ là cái tòa nhà nào ở tại Trung Cộng mà nơi đó có những cái thành phần của quân đội Trung Cộng đang làm cái công việc xâm nhập vào các cái hệ thống an ninh cũng như là vấn đề kỹ nghệ và thương mại của Hoa Kỳ cũng như của ở tại Úc Châu. Thì cái chuyện mà từ trước đến nay á, Trung Cộng thường xuyên ăn cắp những cái sản phẩm trí tuệ của Tây Phương là cái chuyện mà hầu như ai cũng đã biết. Còn cái chuyện mà những cái sản phẩm trí tuệ của Trung Cộng á, thì có lẽ người ta chưa thấy Trung Cộng đưa ra một cái sản phẩm trí tuệ nào cả mà hầu như là chỉ ăn cắp và copy từ những cái kỹ thuật của Tây Phương mà thôi. Thì cái chuyện mà Trung Cộng chối á, thì có lẽ đó là cái bản chất mà chúng ta phải nói là bản chất của những người cộng sản đây. Ai cũng biết đó, là trong những cái cuộc mà cái tấn công trên mạng, những cái chuyện mà thâm nhập vào các cái mạng đó của các cái bên chính phủ bên Tây phương cũng như là các công ty bên Tây phương đó, thì đối với cái bên thì Trung Cộng thường thường là có hai cái mục đích. Thứ nhất đó, hoặc là ăn cắp những cái thông tin kỹ thuật về các vũ khí của bên quốc phòng Mỹ. Thứ hai đó là khi mà Trung Cộng mà thâm nhập vào các cái mạng lưới của các cái công ty Mỹ đó là để ăn cắp những cái bí mật về kinh tế, những cái sáng chế, những cái của về kinh tế. Thì đó là hai cái lĩnh vực mà khi mà xâm nhập đó, thì Trung Cộng là chú ý nhiều vào cái đó. Nó chỉ có khác một cái điểm đó là bên các cái nước khác, có rất nhiều nước làm những công chuyện đó nhưng mà thường thường nó lẻ tẻ là những cá nhân làm. Nhưng mà riêng ở Trung Cộng đó thì lại đây là cái công việc làm được có tổ chức và theo như các nhà chuyên môn về chống xâm nhập mạng đó, của Hoa Kỳ đó, thì
hình như ở bên Trung Cộng đó, mà người ta có lẽ người ta gần chắc chắn như vậy, là cái mạng lưới mà chuyên môn để xâm nhập các cái chính phủ Tây Phương cũng như là các cái công ty Tây Phương đó, là do quân đội Trung Cộng đảm nhận cái chuyện đó, chứ không phải là bên chính phủ dân sự, thưa anh. Vâng, thì thưa anh, trong cái hội nghị ở đối thoại Shangri-La đó, thì Trung Cộng cũng đã luôn luôn xác định là họ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, và họ coi cái chuyện mà đó là cái chuyện đương nhiên và ai cũng phải biết, bởi vì họ xác định đó là chủ quyền của họ. Và cũng tại hội nghị này đó, thì một ông tướng phó tham mưu trưởng quân đội nhân dân của Trung Cộng cũng đã nói là Trung Cộng không bao giờ có một chính sách để bành trướng ra nước ngoài và dùng quân sự để xâm lược nước khác. Nhưng mà qua những cái cụ thể ở Biển Đông, khi mà Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, xâm chiếm Trường Sa, đảo Gạc Ma của Việt Nam, cũng như là họ lại đem tàu chiến cũng như là những ngư phủ, tàu đánh cá, tất cả mọi cái để xâm vào vùng lãnh thổ Việt Nam. Thì cái điều này, theo anh nghĩ như thế nào? Thưa anh đó, thì trong cái cuộc gặp gỡ Shangri-La này đó, thì ông Thủ tướng Việt Nam là ông Nguyễn Tấn Dũng thì có một đọc một cái bài diễn văn, mà cái bài diễn văn này đó thì được là nhiều người ở trong nước đánh giá là cái bài diễn văn hay nhất từ xưa đến giờ cho một người lãnh đạo của Việt Nam mà đi ra phát biểu ở một cái hội nghị quốc tế. Nói cho thật đó, thì đúng là cái bài diễn văn này của ông này mình đọc qua đó, thì nó hay hơn những cái phát biểu chẳng hạn như của ông Trương Tấn Sang khi ông qua Cuba, ông nói tầm bậy tầm bạ rồi bị, hoặc là của ông Nguyễn Phú Trọng đó, khi mới rồi qua rồi cũng nói ba lăng nhăng đến nỗi mà Tổng thống Brazil bà phải nói cắt ngang cái chuyện không cho ông tới thăm Brazil nữa đó. Thì cái bản diễn văn này đó của ông Nguyễn Phú Trọng thì được người ta ở dư luận trong nước đánh giá là nó rất là hay. Người ta nói rằng là cái bản diễn văn này đó được viết ra thật hay. Nó có một cái điểm tế nhị ở chỗ này là người ta khen là cái bài diễn văn của ông ấy hay, nhưng mà người ta cũng biết là cái bài diễn văn này không phải của Nguyễn Tấn Dũng viết ra. Thì khen như vậy tức là gián tiếp khen cái người viết cái bài diễn văn đó, viết rất hay, bao quát được đủ vấn đề. Lát nữa chúng ta sẽ đi sâu vào cái nội dung đó. Nhưng mà có một cái đó là người ta nói rằng là khi ông đọc cái bài diễn văn thì cái bài diễn văn rất hay, nhưng mà khi được các cái phóng viên báo chí mà hỏi đó thì ông lại trả lời rất là dở. Ông ấy nói gần như, người ta nói là gần như là không ông nói gì, trả lời chung chung, nói để chẳng nói gì hết á. Thành ra nó có một cái chuyện hơi chéo cả ngỗng, là cái bài diễn văn ông ấy đọc thì rất hay, mà tất nhiên người ta hiểu rằng là không phải ông ấy viết, mà khi trả lời là chính ông ấy phải tự trả lời, tại vì câu hỏi đâu có biết trước, thì ông lại trả lời rất dở. Và cái này nó cũng thành ra một cái chuyện mà trong nước cũng có gần như là bị người ta mang lên, người ta mổ xẻ và người ta phê bình cái chuyện rằng là cái, giữa cái bài diễn văn hay như vậy mà đến lúc trả lời đó thì lại trả lời chung chung, chả có câu nào mà ông dám trả lời cho nó rõ ràng đàng hoàng ra như thế nào hết trơn. Thì đó là nói về cái bài diễn văn của ông Dũng. Còn ở trong cái bài diễn văn của ông Nguyễn Tấn Dũng đó, thì ông ấy có đặt cái vấn đề rằng là cái vấn đề Biển Đông đó là phải giải quyết theo luật lệ quốc tế và mọi người đều là phải tuân thủ luật lệ quốc tế mà không có được dùng võ lực. Nhưng mà ngay trong cái buổi họp như anh đã nói đó, thì ông Trung tướng đã Thích Kiến Quốc, tức là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân đó, thì ông đã phát biểu rất là rõ ràng là Bắc Kinh, chính sách của Bắc Kinh là giải quyết các vấn đề đối thoại, đàm phán hòa bình, nhưng mà không hề từ bỏ những điều mà ông gọi là lợi ích cốt lõi của quốc gia. Mà một trong những lợi ích cốt lõi quốc gia mà Trung Cộng nói đó, tức là Biển Đông, cái vùng lưỡi bò đó là thuộc của họ. Và họ tuyên bố thẳng thừng là họ sẽ tiếp tục tuần tra các cái vùng biển mà họ tuyên bố là chủ quyền. Sau cái hội nghị Shangri-La thì ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có đi qua họp với lại bên Trung Quốc, nó gọi là cái cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ tư vào ngày 5 tháng 6. Thì trong đó đó, ông Nguyễn Chí Vịnh ông có đề nghị một cái vấn đề là quân đội hai nước không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa lẫn nhau
thỏa thuận không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng điện đều trên biển của hải quân hai nước. Thì đấy là Việt Nam đề nghị như vậy. Nhưng mà cái trưởng đoàn của Trung Quốc đó, tức là Trung tướng là Phó Tổng Tham mưu trưởng, tức là cái ông đi họp Shangri-La đó, thì ông trả lời là ông sẽ cho nghiên cứu cái vấn đề này thôi, chứ ông không có thuận. Tức là họ vẫn giữ cái lập trường của họ, có nghĩa rằng là họ vẫn coi là Biển Đông là của họ. Vâng, thưa anh, thì vừa qua anh cũng đã nói là các báo chí ở trong nước khen cái bài đọc diễn văn của ông Nguyễn Tấn Dũng trong hội nghị là hay. Hay là so với những lần mà các ông lãnh đạo khác này, nó có những cái ngôn từ mà người ta nghĩ rằng là nếu về văn chương thì có lẽ là nó hay thật. Vâng. Nhưng mà ở trong đó người ta có trích ra một cái phần phát biểu của ông là đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền. Thưa anh, đâu đó, tại sao ông không dám xác nhận cái đâu đó là ở đâu? Thưa anh, đây đó cũng là một trong những cái điểm mà những cái người khi người ta phê bình cái bài diễn văn của ông ấy là người ta chê ông ở cái chỗ đó. Họ nói rằng là cái hội nghị Shangri-La này đó, thì cái vấn đề Biển Đông đó, nó không có trong nghị trình. Nhưng mà ông Nguyễn Tấn Dũng lại là cái người được mời phát biểu đầu tiên. Thì đáng lẽ đó, ông ấy phải lợi dụng. Tại vì khi mình lên lời phát biểu, mình muốn nói cái gì mình nói, chứ đâu có bắt buộc nó phải có trong nghị trình. Mình nói một phần trong nghị trình, mình nói một phần ra ngoài nghị trình cũng sao. Nhưng mà ông đã không có lợi dụng được cái chuyện này để đưa cái Biển Đông, cái vấn đề Biển Đông là cái vấn đề, đối với Việt Nam cái vấn đề Biển Đông là cái vấn đề quan trọng nhất. Có thể là đối với nước khác nó không phải như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó, cái vấn đề Biển Đông là cái vấn đề quan trọng nhất. Thì ông đã không có lợi dụng được cái dịp mà ông ấy được phát biểu đầu tiên này để đưa cái vấn đề Biển Đông lại. Và trong cái vấn đề Biển Đông đó thì ông lại không có dám chỉ đích danh rằng là ai là cái kéo mà ông ấy nói mí mí, tức là đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền. Thì ông ấy nói như vậy thì người ta ai cũng hiểu rằng là đó là ông ấy nói, ý ông ấy là ám chỉ Trung Quốc, nhưng mà ông không có dám nói như vậy. Thì đó là một trong những cái điểm mà người ta chê ông ấy. Cái điểm thứ hai đó là khi mà những người ta xem xét rất là kỹ cái bài của ông ấy đó, thì ông nói là người ta thấy rằng là văn vẻ thì rất hay, có vẻ như là đề cập đến mọi vấn đề, nhưng mà chả có cái gì mới cả. Chẳng hạn như cái chuyện mà một trong cái chuyện mà được bàn cãi rất nhiều đó là cái chuyện ông ấy nói rằng là phải xây dựng một cái niềm tin chiến thuật. Thực ra đó, mình cũng đầu tiên nghe cái chữ đó mình cũng không hiểu cái niềm tin chiến lược nó là cái gì nữa. Nhưng mà khi người ta điểm lại thì nói là cái này cũng chả mới mẻ gì, là tại vì cách đây hồi đầu năm đó, ở bên trong cái cuộc họp gì ở bên 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 một nước khác, thì người ta một ông thủ tướng là hình như là ông thủ tướng của ở Jakarta đó, thì một ông thủ tướng hồi tháng 3 đó, ông ấy cũng đã đặt cái vấn đề là phải xây dựng cái niềm tin chiến lược. Và ngay cả hồi tháng 7, 27 tháng 3 năm 13 trong cuộc gặp gỡ với lại thủ tướng Ấn Độ đó, thì chính ngay chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc cũng đã đặt cái vấn đề là phải dựng niềm tin chiến lược. Thành ra họ nói rằng là thực ra đó, nếu mà đọc cho kỹ đó, thì cái của ông Nguyễn Tấn Dũng này nó cũng chả có cái gì mới mẻ cả. Tức là phải nâng cao cái vị thế của ASEAN, phải củng cố niềm tin, phải tạo sự đoàn kết, phải Mỹ và Trung Cộng là hai nước lớn phải có trách nhiệm trong cái chuyện này, và phải tức là cũng có trách nhiệm để làm cho cái tình hình ở cái vùng Đông Nam Á. Nói chung là khi mà họ phân tích thật kỹ đó thì nó chả có cái gì mới. Nhưng mà cái bài viết dưới một cái dạng trình bày như vậy mà khi mà đọc qua đó thì thấy rất là nghe rất là xuôi tai. Và người trong nước đó, với khi họ so sánh cái bài của ông ấy với những cái bài mà những ông trước đã phát biểu đó, thì họ thấy kỳ này hay văn hoa hơn. Văn hoa mà hay hơn nhiều. Nhưng mà thực ra thì theo những cái nhà phân tích ở đó thì chả có cái gì mới mẻ cả thế. Đúng vậy thưa anh. Tại vì không phải ngày hôm nay mà Nguyễn Tấn Dũng không dám chỉ đích danh Trung Cộng, mà ngay cả khi mà ngư dân Việt Nam bị bắn hoặc là bị đâm tàu ở ngoài Biển Đông thì vẫn gọi
những chiếc tàu là tàu lạ. Thì cũng như là đâu đó. Thành thử ra mình không ngạc nhiên. Dạ vâng. Vâng, thì thưa anh, trong khi đó thì chúng ta phải nói là ông ngoại trưởng của ông bộ trưởng quốc phòng của Philippines thì ông lại nói thẳng vấn đề là trong khi mà là ông Thích Kiến Quốc ông nói rằng Trung Cộng không bao giờ có chính sách bành trướng ra nước ngoài và dùng quân đội quân sự để xâm lược nước khác á, thì ông bảo là hãy nhìn vào thực tế ở tại Biển Đông thì cái điều đó nó thấy nó khác hẳn với những cái điều ông ta nói. Thì điều đó đã nói lên một cái là ngay một cái diễn đàn quốc tế như vậy Việt Nam đã không khai dụng để có thể lên tiếng mạnh bạo về cái sự xâm lăng của Trung Quốc. Đúng như vậy. Đây là một cái điểm thứ nhì mà các cái nhà phê bình đó họ chê ông Nguyễn Tấn Dũng đó, là khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng đó trong cái bài phát biểu của ông đó thì ông ấy nói rằng là căn bản trong các cái chuyện quan hệ các ứng xử đó là phải theo luật pháp quốc tế, các cái quy định về cái quốc tế. Thì ông ấy đã không có một tiếng nào khi mà vấn đề mà nói về vấn đề Biển Đông đó thì ông đã không có tiếng nào để ông ấy đồng tình với cái chuyện là Philippines làm. Tại vì Philippines làm là họ đưa kiện cho ra tòa quốc tế theo là luật cái theo luật quốc tế. Thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã không dám đồng tình với lại cái hành xử của Phi Luật Tân. Và thứ hai nữa đó, có một cái thất bại nữa của ông ấy là cái bài diễn văn của ông ấy đó thì gần như là đối với lại các cái nước ở trong Đông Nam Á đó họ không có phản ứng gì cả. Họ không có phản ứng gì đối với cái bài của ông ấy. Tức là ông ấy muốn đề cao cái vai trò của ASEAN và ASEAN phải đoàn kết thành một cái khối mạnh, và ngay cả Hoa Kỳ với lại Trung Cộng cũng phải trách nhiệm phải nghĩa là cũng phải thương lượng, mà kể như ASEAN là một cái tập thể có một cái sức mạnh nhất định. Nhưng mà hình như là người ta không có để ý gì tới cái chuyện ông Nguyễn Tấn Dũng nói cái gì. Mà cái vấn đề mà sau hội nghị đó thì người ta nói rằng là cái mà người ta để ý nhiều nhất bây giờ đó là cái cuộc gặp gỡ sắp tới này của Tập Cận Bình với lại Tổng thống Obama. Và có một cái nhà bình luận người ta đã nói rằng là cái cuộc gặp gỡ này đó, thực sự nó mới là quan trọng, và có thể là nó sẽ theo cái ảnh hưởng tới những cái biến động ở tại Biển Đông. Vâng, không, người ta dùng một cái chữ là cái cuộc gặp gỡ thượng đỉnh này đó có thể là sẽ xác định cái quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cho nhiều năm tới đó. Tức là cái đối với lại quốc tế người ta nói rằng là cái quan hệ của cái cuộc gặp gỡ của Obama với lại ông Tập Cận Bình này nó có cái tầm mức quan trọng ghê lắm thưa anh. Vâng, thì thưa quý khán thính giả, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một số thông tin thương mại, xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh.